chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin thời tiết sáng nay sẽ là thông tin về đợt gió mùa đông bắc tràn về Bắc Bộ vào ngày hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, sang đến ngày hôm nay thì khối không khí lạnh ở các tỉnh miền Bắc sẽ ổn định dần nên mưa sẽ giảm, chỉ còn tập trung tại các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ như là ở tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Còn tại các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ trời chỉ còn nhiều mây, có sương mù vào sáng sớm. Mưa nhỏ có thể xuất hiện cục bộ ở tại một vài tỉnh ở ven biển. Tuy mưa giảm nhưng nền nhiệt độ nói chung ít biến đổi, trời vẫn khá lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ chỉ từ 18 cho đến 21 độ, riêng tại một số các tỉnh vùng núi trời ở ngưỡng rét. Còn vào ban ngày nhiệt độ cũng không tăng quá cao, nhiệt độ ban trưa chỉ phổ biến ở mức là 22 đến 25 độ, ở phía Tây có nơi còn cao hơn. Sau đó từ ngày 14 tháng 4 thì không khí lạnh cuối mùa sẽ suy yếu dần nên nền nhiệt độ lại có xu hướng tăng dần trở lại. Từ ngày 15 trời chuyển nắng nhiều hơn vào ban ngày, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là 26 đến 29 độ. Với các tỉnh miền Trung, ngày hôm nay thì không khí lạnh vẫn có thể gây mưa cho các tỉnh thuộc phía Bắc của khu vực này như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Vùng thấp nóng cũng được dập tắt và nắng nóng đã chấm dứt hoàn toàn ở tại đây. Nhiệt độ vì thế cũng giảm mạnh và lúc này tiết trời se se lạnh với nhiệt độ thấp nhất giảm về ngưỡng từ 20 cho đến 23 độ. Đến trưa chiều nay thì mưa giảm, tuy nhiên trời còn nhiều mây, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 24 cho đến 27 độ. Và ngay ở tại Quảng Trị và Huế được dự báo tiếp tục giảm nhiệt so với ngày hôm nay từ 3 đến 4 độ. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nắng nóng gay gắt cũng đã suy giảm tại phần phía Bắc, mặc dù mưa tại đây không nhiều. Tuy nhiên, nền nhiệt độ ngày hôm nay xu hướng sẽ giảm thêm, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn với mức nhiệt trưa chiều dao động là từ 29 cho đến 31 độ, với đêm và sáng tiết trời mát mẻ hơn. Chuyển sang các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, ngày hôm nay thời tiết tại đây không biến đổi quá nhiều. Mưa dông có thể xuất hiện cục bộ tại một vài tỉnh phía Bắc như là ở Kon Tum, Gia Lai. Cường độ nắng vào ban ngày cũng sẽ giảm, không còn những điểm trên 34 độ như những ngày vừa qua, mà nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 30 đến 33 độ. Nắng nóng cục bộ tại An Khê và Ayunpa sẽ suy giảm. Còn đối với các tỉnh Nam Bộ thì nắng nóng cục bộ vẫn có thể diễn ra tại các tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Phước hay là Đồng Nai với nhiệt độ là từ 34 cho đến 35 độ. Các nơi khác phổ biến là 32-33 độ. Thời tiết tạnh giáo nói chung khá thuận lợi cho đời sống thường nhật của người dân nơi đây. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Gió Đông Bắc ở tại Vịnh Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, từ trưa chiều nay còn ở khoảng cấp 4, cấp 5, tình trạng biển ổn định trở lại. Trong khi đó, thì khu vực ngoài khơi ra của Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, tình trạng biển bình thường. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, có gió Đông Nam đến Đông cường độ yếu, thời tiết thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Như vậy là từ ngày hôm nay thì mưa dông có xu hướng giảm dần và chỉ còn tập trung tại khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Sang ngày mai thì mưa tiếp tục giảm về diện vài nơi. Bên cạnh đó, nền nhiệt độ cũng giảm mạnh. Tại các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh về đêm và sáng, riêng các tỉnh vùng núi trời chuyển rét. Sau đó từ khoảng ngày 14 tháng 4, nền nhiệt độ khu vực có xu hướng tăng trở lại. Thời tiết các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít biến đổi, phổ biến là ít mưa ngày nắng. Bản tin thời tiết sáng ngày 13 tháng 4 của Đài Chính Thật Số VTC cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!